mình phải đuổi đấm thằng này bằng được. Nó có súng á. Nó có súng anh em. Nó có súng. Này thì bắn. Năm kill. Bạn muốn có thật nhiều kim cương nhưng trong tay chỉ có 50k. Còn suy nghĩ gì nữa, hãy đến ngay với shopkelly.com. Chỉ 50k có cơ hội nhận được cực nhiều kim cương lên đến 9999 kim cương. Duy nhất chỉ có tại shopkelly.com, shop duy nhất của Kelly Gaming TV. Hello anh em nha, hôm nay lại làm video nóc sửa thôi nha. Rồi đấm này, đấm với tôi chỉ có chết ạ. Rồi, má, mèo có súng ấy ạ, mèo có súng. Cảm thấy tụt thứng ấy ạ. Mèo có súng như này cảm thấy tụt thứng vái. 2 kill, 3 kill, 3 kill luôn đi em, anh em thấy ghê không? 3 kill trên này luôn nhá. Bây giờ mình lên đây chụp ảnh phát. Đấy. Check in đi ạ. Check in. Chết. Ok, xuống thôi nha. Bây giờ mình xuống thôi. Xuống không máu. Quá, thằng này có súng này. Hai khẩu súng luôn. Thằng này hai súng luôn. Phải đuổi nó đấm bằng được đi em ạ. Mình phải đuổi đấm thằng này bằng được. Nó có súng á. Nó có súng anh em. Nó có súng. Này thì bắn. Năm kill. Sáu kill. Tao kêu luôn đi không? À, thằng này có bom keo này. Rồi, 10 kêu luôn. 10 kêu luôn đi không? Chạy đi đâu cho thoát con trai. Chạy đi đâu con trai. 12 kill luôn này nha. 12 kill luôn này. Chạy đi đâu con sâu. Đi đâu còn sao? Quy không trúng đầu chứ? Đầu chứ? Mình phải quyết định bắn trúng đầu ạ. Quyết định bắn headshot. Để tem up à? Được đâu? Tem up với tôi để không được đâu. Này thì 13 kill rồi ạ. 13 kill rồi. À, có tường bom keo, có cái chắn chắn đẹp chưa? Tường bom keo có cái chắn chắn đẹp chưa ạ? Quay bom keo nó đầy nhiều chưa nha? Kéo bom keo vào anh em ạ. Bây giờ mình xuống thôi. Đâu, có thằng lên này. Ừ.
Từ mình bị kẹt phím đi ạ. Mình bị kẹt phím. À chạy. Trời ơi. Ma nó. Phải bắn hai đấy. Phải bắn hai đấy ạ. Bốn kêu rồi. Ui, ma. Nó kéo tâm ghê chưa kìa. Ghê đấy. Thôi, video của mình đến đây kết thúc. Em thấy hai em like, chia sẻ giúp mình nha. Bye em nha.